Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Nếu các bạn vẫn chưa tìm được cho mình một bộ dàn karaoke gia đình kiểu dáng đẹp, độ bền cao, chất lượng âm thanh tốt và mức giá dưới 20 triệu đồng thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho quý khách và các bạn một bộ dàn karaoke, đó là gói combo JD36. Các thiết bị trong bộ combo JD36 này gồm có những thiết bị gì và chất lượng âm thanh như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý khách và các bạn chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết và trải nghiệm chất âm của combo JD36 này. Bộ combo JD36 này đang có giá niêm yết là 21.450.000 đồng. Nhưng hiện tại HD Radio đang có chương trình siêu khuyến mại và giảm giá dành cho tất cả các sản phẩm bán ra trên hệ thống. Nên các bạn chỉ phải bỏ ra 19.980.000 đồng là đã có thể sở hữu bộ combo JD36 này. Các sản phẩm trong bộ combo JD36 này bao gồm: đầu tiên là đôi loa Panamax, một thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam, có tên model là FX2500. Đôi loa được bảo hành lên đến 5 năm, một thời gian bảo hành khá là dài. Tiếp theo là cục đẩy đến từ thương hiệu Zika Audio, có tên model là ZK H2400. Kèm theo đó là chiếc van cơ của hãng ZIA TF6 Pro. Và cuối cùng là bộ micro không dây của hãng ZK Audio ZK B3 Plus. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về các sản phẩm trong bộ combo JD36 này. Loa Panamax FX2500 được hãng loa Panamax thiết kế với kiểu dáng mạnh mẽ, phù hợp sử dụng cho không gian phòng từ 25 đến 35m². FX2500 có một lớp e căng bằng vải ở phía trước giúp ngăn bụi và côn trùng một cách hiệu quả. Vỏ loa được chế tác bằng vật liệu cứng cáp nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thanh lịch. Hãng cũng trang bị cho loa hai củ loa bass có đường kính 25cm, một loa trung 10cm và một củ loa chép 2,5cm. FX2500 là loa 3 đường tiếng cho khả năng chỉnh diện âm thanh một cách tách bạch, độ phủ âm rộng giúp không gian âm nhạc trở nên sống động và có chiều sâu. Với giải tần đáp ứng từ 45Hz đến 20kHz và độ nhạy cực cao lên đến 92dB cho công suất liên tục lên đến 180W, nên FX2500 là sự lựa chọn phù hợp cho nhiều khách hàng ở chung cư hay căn hộ. Tiếp theo là cục đẩy đến từ hãng ZK Audio ZK H2400. Đây là cục đẩy hai kênh mỗi kênh 400W, sử dụng mạch Class H cho âm thanh mạnh mẽ, dễ dàng phối ghép với các hệ thống karaoke chuyên nghiệp. Thiết bị xử lý chất âm trong bộ combo JD30 này là chiếc van cơ đến từ hãng ZIA TF6 Pro. Đây là mẫu van cơ bán chạy nhất của HD Radio năm 2021. Với đầy đủ tính năng mới nhất, hiện đại nhất, TF6 Pro có khả năng tái tạo trung thực lời ca cùng với hiệu ứng vang vọng tuyệt vời nhờ hệ thống vỉ vang công nghệ Echo Pro hiện đại nhất. Cuối cùng là bộ micro không dây của hãng ZK Audio có tên B3 Plus. Đây là dòng micro thế hệ mới của hãng ZK Audio. B3 Plus sử dụng tần số UHF trải rộng lên đến 200 kênh cùng với độ nhạy cao giúp cho tiếng hát được trong trẻo và mượt mà hơn. B3 Plus có khả năng tự động dò tìm sóng sạch, kèm theo đó là tính năng tự ngắt khi không có tín hiệu. B3 Plus có kiểu dáng mềm mại, bắt mắt và hiện đại nhờ được thiết kế một cách tỉ mỉ. Không để các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm chất âm của bộ combo JD36 này. Mang lòng bình thản như người tình chung.
Anh không, vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh không, vì giờ đây anh đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu, tại sao giờ chúng ta lìa đôi. Tại anh đã bao năm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày. Để giờ đây ghi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh điên, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa ban đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Vâng, và vừa rồi thì chúng ta được cùng nhau trải nghiệm chất âm của bộ combo GD 36. Nếu các bạn quan tâm đến các sản phẩm trong bộ combo này, hãy truy cập website của HD Radio là hdradio.vn hoặc điện thoại số hotline 18000042 để được đặt hàng và tư vấn. Các bạn cũng đừng quên bấm like cũng như subscribe kênh YouTube của HD Radio. Và bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Xin chào. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.